Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán, các căn hộ dịch vụ của các chủ đầu tư gửi bán. Tất cả các dự án bên em đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và đặc biệt, tất cả các căn của chủ đầu tư gửi bán thì đều bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng nha. Hiện tại hôm nay mình sẽ giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng của em một cái dự án lô 4 căn ở phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Mũ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây, xin mời mọi người có thể quan sát giúp em vị trí 4 căn. Từ cái vị trí của cái căn nhà này đi ra cái đường ô tô đỗ đi lại rộng, trục chính của Nguyễn Văn Trỗi nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100m thôi cả nhà ạ. Ngõ trước nhà là 2m2 mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ quay một trong 4 căn đấy gửi tới mọi người với cái thông số như sau. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m8, hướng nhà là hướng đông bắc và giá chào bán là 2 tỷ 650 triệu đồng cả nhà. Vị trí rất là gần trung tâm của quận Hà Đông, cách Big C, cách cái siêu thị Big C Hà Đông khoảng tầm 500m thôi mọi người nhé. Sau đây xin mời mọi người hướng vào phía căn nhà em chuẩn bị giới thiệu. Ở đây ạ, mặt tiền của ngôi nhà là 3m8, được thiết kế là 2 lớp cửa. Cửa ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là cửa gỗ sồi mọi người ạ. Đây, mọi người có thể quan sát cửa chính của ngôi nhà được thiết kế 2 lớp nhé. Giá chào bán thì chỉ 2 tỷ 650 triệu thôi. Vị trí thì rất là gần cái đường đi lại, rất là gần trường cấp 1, cấp 2 mọi người nhé. Mời mọi người tiến vào trong phía phòng khách của ngôi nhà cùng em. Với cái căn nhà này thì mọi người chỉ việc xách vali về và ở thôi, vì đã hoàn thiện lên tới 100% rồi. Hoàn thiện về phần điện cũng như là nước, thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, hệ thống điện. Và đặc biệt đấy, như mọi người quan sát ở phòng khách là được chủ đầu tư thiết kế một chiếc quạt trần. Đây, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn led trang trí đều đã được thiết bị đầy đủ rồi. Gạch ốp lát đây ạ. Kích thước 60-60 mọi người nhé. Đấy. Tất cả tay vịn cầu thang đều được làm bằng chất liệu gỗ sồi mọi người ạ. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà, được thiết kế hình chữ L rất là thoáng. Đấy. Tủ bếp cũng được làm bằng chất liệu gỗ sồi mọi người nhé. Đây chính là phần để hút mùi, máy hút mùi mọi người ạ. Đây, phần đặt máy hút mùi. Đầy đủ về hệ thống chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Tầng 1 của cái ngôi nhà này có một nhà vệ sinh phụ mọi người nhé. Có một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Đó. Cửa thông phòng, cửa của nhà vệ sinh thì được làm bằng cửa nhôm kính mọi người nhé. Đây, đèn trang trí rất là đẹp. Và vị trí ngôi nhà thì rất là thoáng. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Mặt bậc cầu thang là được lát đá granite màu đen mọi người nhé. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Với cái diện tích là 30m² thì được thiết kế mỗi tầng chia làm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh cả nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thì được lát sàn gỗ mọi người nhé. Đây, đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Hai lớp, lớp ngoài là cửa kính nhôm Việt Pháp và bên trong là cửa và bên trong là sắt sơn tĩnh điện, có ống chờ, dây chờ điều hòa đầy đủ rồi ạ. Hệ thống đèn led cũng như là đèn trang trí đều được thiết kế đầy đủ rồi. Với cái diện tích phòng ngủ đây nó rơi khoảng tầm 16m² mọi người nhé. Được lát sàn gỗ rất là đẹp mắt. Màu sàn gỗ thì rất là ấm cúng phải không ạ?
Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Ở tầng 2 của cái ngôi nhà này thì có một nhà vệ sinh đầy đủ, được thiết kế về bồn cầu, lavabo, hệ thống gương cũng như là sen tắm, rất đầy đủ và chi tiết mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của cái căn nhà này cùng em. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ dưới tầng 1 lên tới tầng 4 là đều được thiết kế bằng gỗ sồi. Mặt bậc cổ bậc là được ốp đá granite màu đen. Trên tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đấy, thiết kế tương tự như tầng 2, cũng đầy đủ về hệ đèn cũng như là lát sàn gỗ. Đó, cửa thông phòng thì được làm bằng cửa gỗ sồi mọi người nhé. Tầng 3 cũng được thiết kế một phòng vệ sinh tương tự như tầng 2. Và cái diện tích căn phòng ngủ này cũng rất là rộng mọi người ạ, 16-17 mét vuông cơ. Đấy, nhà vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo các tầng. Sau đây em Ánh xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em nhé. Tầng 4 của ngôi nhà. Đây mọi người có thể quan sát, ở tầng 4 của ngôi nhà có đặt một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người nhé. Đó, cái khu vực giếng trời này rất là sáng mọi người ạ. Mời mọi người vào phía bên trong của cái trên tầng 4 này, có gồm được thiết kế một phòng. Thêm một phòng thì phòng này có thể mọi người đặt làm phòng thờ, hoặc cũng có người thì làm phòng ngủ, cái đấy là tùy cái mục đích sử dụng công năng của mỗi người nhé. Đây chính là, em xin giới thiệu mọi người, đây chính là vị trí hệ thống sân phơi của ngôi nhà. Với cái diện tích 30 mét vuông thì cái sân phơi nó cũng không quá rộng, nhưng cũng đầy đủ mọi công năng để một hộ gia đình có thể phơi phóng ở đây mọi người nhé. Em xin nhắc lại toàn bộ về cái ngôi nhà. Vị trí thì ở phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán là 2 tỷ 650 triệu đồng và hướng nhà là hướng Đông Bắc. Diện tích là 30 mét vuông, xây dựng là 4 tầng, đầy đủ sổ đỏ, thiết kế xây dựng mọi người nhé. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ bấm like cũng như là đăng ký kênh và ấn chuông để có thể là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Okay.